Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Phóng sự, chủ động, linh hoạt đón công dân có nguyện vọng trở về địa phương sẽ là nội dung chính có trong chuyên mục hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị khán giả theo dõi phần tin tức thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua. Đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ trên biên giới địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 2.107 lần với 21.029 lượt người tham gia. Phát quang 359,8 km đường tuần tra. Phối hợp với lực lượng phía Trung Quốc tuần tra song phương 3 lần. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung 3 văn kiện pháp lý được quan tâm triển khai thực hiện. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Cao Bằng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới. Đoàn tiếp thu các ý kiến kiến nghị của tỉnh sẽ xem xét trong tổng thể để đưa vào kiến nghị chung. Đề nghị các cơ quan trong đoàn công tác tiếp tục quan tâm phối hợp, hướng dẫn địa phương, linh hoạt, tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác liên quan đến biên giới ở địa phương, cơ sở. Trước đó, đoàn đến thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực mốc 832, xóm Bản Dốc, xã Đàm Thủy, đồn biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Khảo sát thực tế tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và cầu đường bộ 2 Tà Lùng Việt Nam, Thủy Khẩu, Trung Quốc, huyện Quảng Hòa, khu vực Thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh. Tổ công tác của Công an huyện Thạch An vừa phát hiện và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên tuyến quốc lộ 34B tại thôn Nà Tục, xã Đức Xuân. Trong khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 34B, lực lượng công an phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát 99A-10140 có 2 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp và một lái xe là người Việt Nam. Qua đấu tranh, lái xe tên GVT khai nhận đang chở 2 công dân Trung Quốc từ khu vực làng nghề rèn xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa về thành phố Lạng Sơn để nhận 3 triệu đồng tiền công. Hai công dân Trung Quốc khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Công an huyện Thạch An đang làm thủ tục đưa 2 người Trung Quốc trên vào cách ly y tế theo quy định. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021. Hiện đơn vị tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa nhằm phấn đấu tăng thu thuế dịp cuối năm. Tính đến hết ngày 15 tháng 11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng đã mở 4.812 tờ khai hàng hóa xuất khẩu và 5.407 tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 triệu đô la Mỹ. Giám sát tốt đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa kho ngoại quan và hàng hóa xuất nhập chuyển kinh doanh cửa khẩu. Tiến hành thu thuế xuất nhập khẩu đạt 99,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 115% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 103,33% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Từ nay cho đến hết tháng 12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hải quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh giải quyết nhanh, đúng, quy định các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với các lực lượng tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, triển khai đề án mô hình hải quan thông minh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu đạt kết quả cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của người dân. Trong đó, có người dân tỉnh Cao Bằng đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Từ đó, khá nhiều người dân có nguyện vọng được về quê. Để góp phần giải quyết khó khăn, ổn định đời sống, sinh hoạt cho nhân dân, tỉnh Cao Bằng đã thống nhất chủ trương đón người dân Cao Bằng đang sinh sống, làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương theo nguyện vọng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức đón công dân trở về an toàn, hiệu quả. Với nghĩa tình sâu nặng dành cho những người con xa quê, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức một đợt đón 32 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê an toàn. Niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên ánh mắt mỗi người khi được đặt chân lên mảnh đất quê hương sau những ngày tháng xa quê. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch, việc tổ chức đón công dân được coi là việc làm ý nghĩa, nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần giảm gánh nặng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho công dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh có nguyện vọng được trở về quê hương. Việc đón công dân từ các tỉnh thành phía Nam đang có dịch COVID-19 diễn biến đang rất là phức tạp và các công dân gặp khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh là một cái nội dung công việc mà chúng ta cần phải chuẩn bị rất là chu đáo. Vì vậy thì sau khi mà có kế hoạch của Ủy ban tỉnh ban hành thì Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan trên địa bàn để tổ chức xây dựng những cái phương án rất là chi tiết cụ thể để đón công dân về trở về tỉnh đảm bảo một cách an toàn. Và trong cái quá trình thực hiện thì ngoài cái việc mà phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thì tổ công tác của tỉnh còn phải phối hợp với cả các cơ quan ở trung ương cũng như là các tỉnh bạn, ví dụ như với Tổng Công ty Đường sắt để sắp xếp giờ, thời gian và vị trí để mà các công dân lên tàu được đúng thời gian quy định, do các công dân của tỉnh của chúng ta lại có nơi ở là ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Vì vậy thì từng cơ quan thành viên trong tổ công tác đã hết sức cố gắng nỗ lực và có những cái phương án rất là chi tiết để chúng ta đón công dân về tỉnh Cao Bằng. Xác định công tác tiếp nhận, đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về có tính chất phức tạp, số lượng người trở về khá nhiều, nguy cơ lớn nên đòi hỏi sự vào cuộc của các thành viên tổ công tác. Là đầu mối liên lạc với 32 công dân trở về địa phương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã liên hệ để các công dân nhận vé tàu, địa điểm tập trung để công dân về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tổ chức bố trí đồ ăn nhanh, nước uống, chuẩn bị công tác hậu cần, ăn trưa cho công dân khi trở về Cao Bằng theo nguyện vọng của người dân. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị 2 xe để đón 32 công dân tại ga Hà Nội đảm bảo an toàn. Sở Y tế tiếp tục đảm bảo công tác bảo hộ, vật tư cá nhân sinh hoạt cho công dân trong thời gian cách ly tập trung, phân bổ lực lượng y tế phù hợp, sẵn sàng thực hiện các biện pháp y tế trong công tác phòng chống dịch như truy vết, cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm. Tại ga Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh đã bố trí phương tiện đón công dân, công tác tiếp nhận, vận chuyển, đảm bảo đúng phương án, các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch. 32 công dân đã được đưa về cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly y tế tập trung, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang tại thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang. Thời gian cách ly 14 ngày nếu không dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, công dân trở về nhà hoặc nơi lưu trú tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với 32 công dân, có 4 mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo phương án đề ra, 4 công dân này đã được cách ly riêng tại khu cách ly y tế Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa. Quy trình đón, bàn giao, vận chuyển, tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại, cách ly y tế 32 công dân đảm bảo an toàn, chặt chẽ.
do các công dân trở về tỉnh đều là những công dân mà trở về từ những tỉnh thành có dịch COVID-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Vì vậy, thì ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan để tổ chức các điều kiện đón công dân vừa đảm bảo an toàn nhưng phải vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Và cái công tác phòng chống dịch bệnh này phải đáp ứng với từng giai đoạn, từng công việc khi mà chúng ta tổ chức đón công dân. Và chúng tôi đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang để chọn cái địa điểm cách ly và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cách ly y tế cho công dân sau khi trở về địa phương đảm bảo được một cách an toàn, và chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, tiêu hao hóa chất, trang thiết bị phòng hộ để thực hiện cái công tác phòng dịch đảm bảo được an toàn nhất. Đối với cách ly của các công dân trở về địa phương thì ngành y tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện Hạ Lang. Và trong cái thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung đó thì các công dân được nhân viên y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe hàng ngày cũng như là diễn biến tình hình sức khỏe và được xét nghiệm định kỳ để kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà có biểu hiện nghi ngờ và có cái trở thành F0 để chúng ta kịp thời quản lý điều trị bệnh nhân theo quy định cũng như là bóc tách F0 ra khỏi khu cách ly kịp thời. Và đến thời điểm hiện nay thì những công dân mà có xét nghiệm dương tính thì đã được đưa về điều trị tại khu thu dung điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Quảng Hòa đúng theo quy định, và các công dân còn lại thì hiện nay cũng đang bình thường và rất là yên tâm và có thái độ hợp tác tốt với ban quản lý điều hành trong khu cách ly. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm thông tin công dân gặp khó khăn ở các địa phương phía Nam, xây dựng phương án và tiếp tục tổ chức đón người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 có nguyện vọng trở về quê là lao động tự do, lao động bị mất việc làm, học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác. Trong thời gian tới, nếu mà công dân của tỉnh mà vẫn có nhu cầu trở về tỉnh thì ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan để chuẩn bị các phương án, các điều kiện để đón công dân trở về và chỉ đạo các đơn vị y tế là chủ động sẵn sàng các kế hoạch, kịch bản và các phương án chi tiết để đáp ứng với các nội dung mà đón công dân trở về tỉnh Cao Bằng của chúng ta đảm bảo được an toàn và đảm bảo được các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong điều kiện khó khăn của một tỉnh miền núi còn nghèo, sự quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện của tỉnh Cao Bằng dành cho những công dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh có nguyện vọng trở về quê hương là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng tất cả công dân hãy nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với xã hội, chung sức, đồng lòng, ngăn chặn và chiến thắng dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Đến đây, chuyên mục thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.